Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Và đây cũng là nội dung chính trong cuộc hội thảo khoa học quốc gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa 11 diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương trao đổi, chia sẻ những quan điểm, tư tưởng, giải pháp để phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới. Đối với Việt Nam, do nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn đang trong quá trình hoàn thiện, nên vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang là một nhu cầu quan trọng và cấp thiết. Để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, ngoài việc chú trọng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng, điều cốt yếu là phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Những người Việt Nam chúng ta nói chung, cũng như là các doanh nghiệp nói riêng, thì rất là nhanh nhạy, rất là nhạy bén. Cái năng lực thích nghi, năng lực xoay sở thì rất là lớn. Thế nhưng mà cái căn cơ ấy, thì nó lại chưa được tốt lắm. Từ cái khâu chuẩn bị, cái khâu làm ăn, cái khâu giao tiếp, cái khâu thực hiện những cam kết thì thường thường nó lại không được thật là cao. Do đó nên là không tạo dựng được cái tín nhiệm với các bạn hàng. Và bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu làm hoạt động cái thị trường kinh tế cũng chưa được lâu như so với những nhà nước khác tư bản chủ nghĩa. Chính vì thế thì bây giờ là mà thời điểm mà đủ cái chín muồi để cái nhiều thanh niên và nhiều người có kinh nghiệm và tài giỏi để bắt đầu khởi nghiệp và đi vào hoạt động. Và đô là một cái không khí và văn hóa thì nền kinh tế và nền cái doanh nghiệp và doanh nhân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa doanh nghiệp giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng con đường phát triển, thúc đẩy người lao động nỗ lực sáng tạo, đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp và toàn ngành kinh tế. Khi mà xây dựng được cái văn hóa doanh nghiệp ấy, thì là tạo cho mỗi cá nhân ở trong cái doanh nghiệp đó cũng phát triển hoàn thiện mình, và từ mỗi cá nhân đó thì sẽ tạo thành một cái tập thể. Và nói đến văn hóa có nghĩa là nói đến, xin nhắc lại một lần nữa là nói đến văn hóa là nói đến cái bản sắc riêng, và bản sắc riêng đấy thì tạo nên cái giá trị cốt lõi cho mỗi doanh nghiệp. Theo nhiều đại biểu, việc công khai, minh bạch trong kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý cần phải nghiêm túc trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm công cụ đắc lực nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.